Rồi, mến chào các bạn, ra đây em. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi, hôm nay thì mình lên Đà Lạt và mình có một người bạn ở Lâm Hà, Lâm Đồng. Thì nói chung anh em cũng quen biết nhau cũng gần chục năm rồi. Thì bạn này thì làm chủ cửa hàng bán xe máy. Hồi xưa là bán xe máy cũ nhiều lắm, nhưng mà bữa nay làm thêm cái mảng xe điện nữa. Đó, thành thử ra mình ghé xuống mình quay. Thì địa chỉ của bạn nè, cửa hàng xe máy Hoàng Dương ha. Địa chỉ là 687 Hùng Vương, thị trấn Vinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng. Số điện thoại là 0915 365 468. Có nghĩa là một năm á có 365 ngày. Thì bốn cái gì? Bốn mùa lộc phát. Bốn mùa lộc phát. Đúng không? Đúng không? Chính xác không? Anh bạn ấy tặng sim cho mình là anh nói như thế. Cái sim của mình là 0915 365 468. Là một năm có 365 ngày, bốn mùa, 468 là bốn mùa lộc phát. Bốn mùa lộc phát luôn. Mà chưa thấy phát. Phát rồi chứ. Không phát mà mua lần tới ba căn nhà. Rồi. Thì như vậy, nói chung bạn này cả buôn bán bất động sản nữa. Thành thử ra mới có tiền mua nhiều nhà vậy chứ bán xe máy này lời mấy đồng mấy cọc cho lắm, đúng không? Đúng rồi. Thì xe máy mình có giá từ bao nhiêu tới bao nhiêu? Xe máy cho mình có từ 2 triệu đổ lên. Đến bao nhiêu triệu? Khoảng hơn 100 triệu. Wow, hơn 100 triệu. Đúng rồi. Còn cái này mình làm đại lý chính hãng cho Jadier. Xe điện Jadier. Jadier này thì hàng nó chính hãng đúng không? Đúng rồi. Không có hàng nhái và không có hàng giả. Đúng rồi, không có nhái giả. Nhái giả là hàng phải có đại lý, nếu mà ai mà xâm phạm bản quyền á là sẽ bị nó kiện và ở tù mà mọt cái gông sắt, đúng không? Mọt gông sắt, sắt mà mọt là thôi chứ không phải dạng vừa. Thì xe điện Jadier này thì nó có giá từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Xe điện Jadier thì nó có giá từ 12 triệu đến 28 triệu. Bảo hành. Bảo hành 2 năm. 2 năm. Tất cả động cơ cũng như bình ắc quy. Nó di chuyển được từ 80 km đến 100 km cho đúng, một lần sạc. Đúng rồi. Nếu chạy giữa hai chế độ Power và Eco đúng không? Đúng rồi. Và chế độ tự nạp điện khi xuống dốc. Đúng rồi. Đúng không? Khi mình đổ dốc. Đúng rồi. Thôi còn xe điện bên kia thì có giá bao nhiêu? Xe điện xe thông thường bình thường là nó có giá từ 6.8 triệu. 6.800.000 đổ lên. Là tới khoảng 12-13 triệu. Là xe quốc dân, bình dân cho mọi người sử dụng, nhu cầu ít tiền. Rồi, ok, bây giờ mình anh em mình sẽ quay chi tiết cái này tí xíu ha. Rồi. Về xe này tí xíu ha. Cho anh em coi có loại xe gì chứ, đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok, bắt đầu mình sẽ làm việc đây. Rồi bây giờ là cái phần mà này là tới phiên của em nha, một mình em thôi nha. Rồi. Anh không đứng vô đâu. Rồi bây giờ là em giới thiệu những cái xe mà mình có ở trong này, sơ sơ loại nào và giá nó khoảng bao nhiêu tiền cho mỗi dòng. Em giới thiệu luôn. Bên cửa hàng mình thì có rất là nhiều loại xe từ Trung Quốc đến Hàn Quốc nhập khẩu. Có rất là nhiều những mẫu xe từ 2-3 triệu đổ lên đến hơn 100 triệu. Như cái dòng Way này. Là nó Way Halim, Korea là của Hàn Quốc đấy anh chị em. Nó có từ 5.5 triệu. Còn hàng Honda thì nó có khoảng hơn 10 triệu. Velux này khoảng bao nhiêu? Khoảng hơn 10 triệu anh. Hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu, 12 triệu. Sirius 12 triệu, 14 triệu. Có cái chiếc Sanda kìa. Boss Sanda tầm 7 triệu. 7 triệu. Và những dòng Winner, Air Winner và Air này thì giá khoảng bao nhiêu? Khoảng Air thì nó khoảng 14-15 triệu. Winner thì nó khoảng 20-21 triệu. Rồi mấy chiếc quay anh pha bầu? Quay pha bầu tầm 14-15 triệu. Nó tùy theo đời à? Tùy theo đời, tùy theo chất lượng của xe. Còn đẹp xấu. Chiếc Honda mà đời 100 nè. Cái này là quay anh pha lốc đen đời 201. Xe này đang chỉ giá là 13 triệu. 13 triệu. Còn những mẫu xe ga, ví dụ xe nhập khẩu này, Vario nhập khẩu 150 này, nó có từ 35 triệu đến 38 triệu. Và đây những dòng AB đời mới nhất, AB 125, nó hơn 30 triệu chút. Rồi những dòng SH Modern, SH cao,
có từ 50 đời triệu mới đến luôn. 80 triệu. Ồ, đời mới luôn, như là SH cao luôn ha. SH model. Này SH cao nè. SH nam đó. Mà hai này nhìn giống nhau ghê chưa? Cái đó là bên trong là 150, còn ở ngoài lấy SH model là 110. Là 150 phân khối đúng không? Đúng rồi. 110 phân khối. Rồi đây là những dòng Taycan. Taycan này Suzuki Sport GRV, hải quan chính ngành, chính tên chính chủ, đang bán là 135 triệu. Ek 4 số, xe nhập Thái, này là tự động nha anh em, 4 số tự động dàn áo nhỏ, 207, chiếc xe là đang bán 35 triệu. Đó, còn những dòng Taycan này vừa vừa này rất là nhiều, những tay ga này. Ôi, có chiếc RC đẹp quá em. Đó. Khoảng bao nhiêu? RC đấy khoảng hơn 20 triệu. Đó, Vision AB. Vision thì khoảng nhiêu em? Vision nó có từ 15 triệu đến 25 triệu. 15-25. 25 triệu. Rồi, còn mà Vario thì giá từ nhiêu tới nhiêu? Vario thì xe nhập 150 thì nó có giá từ 35 triệu đến 38 triệu. Nếu mình mua mới chiếc Vario này mà mới tinh á, mới nó 70 mấy triệu. Như vậy là rẻ hết một nửa tiền. Đúng rồi. Tao mua xe máy lỗ dữ ta. Đây những dòng ví dụ Win này, Win Indo này, khoảng 10 triệu. Cái Win, chiếc Win. Win Honda Indo. Win Honda Indo khoảng 10 Indo triệu. Đó, khoảng 10 triệu, biển số 22. Rồi những dòng Vespa là 10 triệu này. Vespa chờ này. Đó. Chiếc Vespa này xịn không? Vespa xịn đây. Đời năm mấy? Cái này 2015. Có 10 triệu à? 10 triệu. Mà hồi xưa mua chiếc đó 80 triệu à? Đúng rồi. Đúng rồi. Mà nó giấy tờ đâu sao đầy giấy đủ? Giấy tờ đầy đủ. Sao rẻ dữ vậy? Nó đời nó thấp nên giá nó rẻ. Bốn thì luôn. Đúng. Chạy ngon lành luôn. Ngon lành luôn. Đây là những dòng Yamaha R15 đây. Khoảng 40 triệu nha anh em. Máy móc R15 là 155 phân khối à? Đúng rồi. Bao cho anh em là máy zin toàn bộ luôn. 6 số. 6 số à? 6 số. Rồi những dòng xe vừa vừa tiền quốc dân 5-6 triệu, 7-8 triệu đây. Rồi 2 triệu đâu? 2 triệu nó xấu có để dưới đằng sau. Rồi. Đó là không mua dòng... xe 2 triệu đâu, tại tại em phải 5 triệu chứ. Xe rẻ thì về phải sửa, cũng tốn thêm mớ tiền. Không mua xe được được luôn để đi luôn nha anh chị em. Rồi bên mình là còn những mẫu xe điện này, xe bình dân này. Cái này là Asuka, dòng những dòng Asuka này mà cái này thì 133 bình nó chạy khoảng bao nhiêu cây? Cái này là xài 4 bình lớn và có 4 bình nhỏ. 4 bình nhỏ, 4 bình lớn đều chạy được khoảng 60 đến 70 km trên một lần sạc. Động cơ nó là 500W đến 700W. IC đúc nha mọi người. Bánh có từ 700W và đến 1200W nha anh chị em. Rất là nhiều màu để cho nhiều sự lựa chọn. Cũng như thông số kỹ thuật và động cơ lớn, động cơ nhỏ tùy tầm tiền, có từ 6 triệu 8 đổ lên tới 10 triệu nha anh chị em. Nói về hàng Asuka M133. Rồi. Và bên đây là những dòng Jadia. Những dòng Jadia này là toàn bộ là bảo hành lên đến 2 năm. Đó. Mẫu mã và rất là nhiều màu và rất là nhiều kiểu dáng để cho anh chị em lựa chọn. Ví dụ như là cái này là i6. Giá bao nhiêu tiền? i6 này khoảng 12 triệu. i8 này là 14 triệu. i8 là dùng 4 bình lớn, i6 là dùng 4 bình nhỏ. Quãng đường đều đi được 70 đến 80 km trên một lần sạc. Còn những hàng cao to hơn xíu như Xbun. Xbun thì tầm 15 triệu này, 16 triệu này. Động IC đúc là 700W, 800W. Động cơ là 1200W. Đó, xài 4 bình ắc quy lớn, tha hồ cho anh chị em đi luôn. Đây, những chiếc xe mình vừa mới bán cho khách đâm rông. Thì mình bán chiếc Xbun này là bao ship toàn quốc cho anh chị em luôn. Giá chỉ có 15 triệu thôi. Bao ship luôn. Ôi, con này hộp phụ tùng ha. Đây là những bình ắc quy TT5. Ắc quy của Jadia. Bảo hành lên đến 2 năm. Nó có 4 bình và 5 bình và 6 bình. Đó, đều được bảo hành 2 năm cho anh chị em. Nhưng một cái bình này thì nó xài được khoảng bao nhiêu lâu? Đó, khoảng 3-4 năm mới hư. Người ta bảo hành 2 năm mình xài được 5 năm. Công ty là bảo hành cho mình 2 năm rồi. Nếu như trong 2 năm đấy lỗi hư hỏng đổi nguyên một bộ bình mới. Bình chính hãng Jadia. Rồi bên mình thì còn là những dòng xe cao cấp mạnh mẽ hơn, ngầu hơn. Đây là những dòng X-Men. X-Men là động cơ 1000W.
xài 5 bình ắc quy lớn, 60V. Đó, bánh là 1K2 là 1200W. Như những dòng X-Bull này thì 14-15 triệu, còn X-Men đó là 17-18 triệu. Có bao ship không? Bao ship toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Toàn quốc đó. Đi xa lỗ chết sao em? Không, mình hỗ trợ, mình đã vận bao cái gói vận chuyển cho mọi người rồi. Cho nên là mọi người cứ alo, nhấc máy lên chọn chiếc xe nào thì alo cho mình, nhận cọc là mình sẽ vận chuyển xe đi. Đây, đây là những dòng xe máy điện. Như là Ocean. Ocean là sử dụng 5 bình ắc quy lớn, 60V, động cơ là 1200W. Đó. IC đúc 800W nha anh chị em. Đó, rất là bền luôn, bảo hành 2 năm. Giá? Giá con này là 17 triệu. 17 triệu. Là nguyên giấy đó đó. Con i6M6i này là 18 triệu. Đó. Cũng xài 5 bình ắc quy. Cũng bảo hành như những xe khác. Rồi. Cái kia MI6 nó đó là cũng sử dụng 5 bình ắc quy, IC là 800W, động cơ là 1200W. Giá bán là 18 triệu. Là có BRS bao ship toàn quốc. BRS là bao vận chuyển. Ship free. Đây là những dòng Ola. Ola P là cái chế độ thông minh, là cài qua được điện thoại, rồi là rất là nhiều chức năng, mở on off, và nó cũng xài 5 bình ắc quy lớn nha anh chị em, và bảo hành cũng 2 năm luôn, động cơ 1200W. Rồi, bên giá bán gọi là 21 triệu là bao ship toàn quốc. Là rất là nhiều màu này, mỗi xe trang bị 4 màu. Rồi, đây là những dòng iQOOTE dành cho những em học sinh cấp 2 nhỏ nhỏ đây. Tầm 15 triệu 500, đó là dòng iQOOTE. Bao nhiêu tiền? 15 triệu 500, bao ship luôn. Rất là đẹp, bao ship luôn. Đây đua. Những dòng OC, OC là xe điện thông minh, là dùng 6 bình ắc quy. Đó, xe điện này dùng qua app điện thoại này, định vị xe, tìm xe cũng như là mở khóa xe. Đó, và nó có 3 chế độ chạy, chế độ chạy dắt leo lên dốc lên nhà đó. Thì nó đi khoảng 4-5 km/h, vặn hết ga nó cũng chỉ đi có vậy thôi. Nó rất là an toàn khi mà mình leo lên cái thềm nhà. Chế độ sử dụng. Đó, xe OC, Orit đều giống nhau, chế độ 3 chế độ chạy. Tiết kiệm điện. Tiết kiệm điện, và nó có nạp tự nạp năng lượng tái tạo bình ắc tái tạo nạp năng lượng bình ắc quy. Những khi mà đi đèo, xuống dốc là giá, nạp lại. Như con OC này là đang 22 triệu. 22 triệu ra biển số, bao biển số cho anh chị em luôn. Bao biển số luôn. Orit là 23 triệu. Đó, mẫu mã nó rất là đẹp như là bếp ba vậy, và chất lượng thì cực kỳ đỉnh luôn. Nói chung là xe này là vừa sử dụng bằng chìa khóa. Mở cốp nó lên xem. Vừa sử dụng bằng chìa khóa này, vừa sử dụng bằng remote này, vừa sử dụng bằng điện thoại. Đó, cốp nó rất là rộng rãi này. Kính nè. Kính nó có kính mình chưa ráp vào. Kính sạc đồ đầy đủ, thùng cốp nó rất là rộng này. Đó, rất là rộng luôn. Đó, và nó có rất là nhiều chế độ chức năng, mình thông số kỹ thuật là mình bên hàng ra đi, mình chỉ quét mã QR là nó ra thông số sử dụng xe, chức năng của xe. Đó, có cổng sạc USB. Đó, rất là nhiều chức năng, tìm xe, chống trộm, rất là an toàn cho mọi người khi sử dụng xe điện thông minh. Cho anh hỏi cái nào, cái xe điện này thông minh lắm không? Quá thông minh luôn anh. Bây giờ anh hỏi nó có cái chế độ chống mượn không? Dạ. Chống mượn có. Chống mượn có luôn. Đúng rồi. Khi mà mình để xe cách ví dụ ở đây cách cây số chẳng hạn. Có ai mà có lấy xe của mình cũng không thể nào lấy được. Chống trộm này ấy là chống mượn á. Chống trộm luôn, chống mượn luôn. Mở bằng điện thoại, ví dụ cách 1 km mình xe đang ở đó, nhưng mà mình đang khóa mình đang cầm ở nhà đây. Mình có thể mở điện thoại này, bấm mở khóa là ở bên đầu bên kia người ta được không? Đi xe được. Có qua app điện thoại. Cài qua app điện thoại. Cái máy đó nó phải, cái xe nó phải kết nối với wifi mới được chứ. Có kết nối wifi và bluetooth. Đó, thì điều khiển bằng điện thoại hết. Đó là rất là nhiều chức năng. Độ bền của nó thì cực kỳ bền rồi. Đó. Mẫu mã thì chất lượng thì chất quá lượng. Tuyệt vời ha. Đó, hàng gia đình là này là kêu bằng hàng chính hãng của Trung Quốc. Chính hãng sản xuất Trung Quốc, tự lắp ráp chính thức bên đó. Đúng rồi.
Còn những cái hàng rẻ hơn là cũng thực ra cũng của Trung Quốc, nhưng mà Việt Nam mình tự lắp ráp. Cái này là này Xbone. Cái này Xbone, Xbone là 14 15 triệu. i8 này, i8 là cũng 14 triệu này. i6 là 12 triệu. Đó, tất cả các dòng xe Yadier đều bảo hành 2 năm. Bình cũng như động cơ ắc quy đều bảo hành 2 năm. Đây là những mẫu xe mà mình đáp thử để cho mọi người đến khi đến mua xe mình sẽ được sử dụng, mình chạy thử chức năng nó rất là nhiều chức năng để cho mọi người trải nghiệm và sử dụng nó nhé. Mình chạy thì cũ đi rồi bán nó lỗ sao em? Mình để mình dùng luôn. Dùng luôn hả? Dùng luôn. Thí dụ ai mà muốn mua lại những chiếc xe mình đáp bình rồi thì mình chiết khấu cái phần lỗ đi và mình bán rẻ lại cho người ta. Rồi đây là những dòng thương hiệu Michi. Michi xe đạp điện Michi H1, H2. Có cũng có chất lượng danh hiệu vàng, danh hiệu bạc, rồi, danh hiệu kim cương rồi ha. Xuất xứ đầy đủ là xe có này xuất xứ. Đúng rồi. Thương hiệu Michi. Sản Michi. Xuất là xe này sử dụng vừa chìa khóa, vừa thẻ từ NFC. Cái này thẻ từ hả? Đúng rồi, NFC. Mở khóa xe bằng remote, bằng chìa khóa, bằng thẻ từ NFC nha mọi người. Như vậy này thì giá nó nhiêu? Nó tầm 12.500.000 đó. Còn dòng cũng, này thì chạy được 70-80 cây số xài bình trên 100 km luôn, trên 100 luôn, một lần sạc là đi được 100 km trên một lần sạc luôn. Nói về dòng Michi H1, H2, H3 đó là xài bình khô á, 4 bình ắc quy khô, bình lớn có còn, tái tạo năng lượng có. Còn những cái dòng này là quốc dân là khoảng 6.800.000 đổ lên đến 10 triệu đó là những dòng Asuka M133 đấy, ngon bổ rẻ đây anh chị em nhé. Rồi còn những dòng Michi xe máy điện V3 đây, Michi V3 là dòng này là 18 triệu là bao biển số, bao ra tên và bao vận chuyển luôn, bao ship toàn quốc nha anh chị em. Đó, rất là nhiều màu. Còn hàng thằng này là Deluxe VC K1. Hàng K1 này, này dành cho mấy em bé bé hả? Đúng rồi, không người lớn mình đi được. Nó cao và chở được 3 người. Mình chưa lắp phụ kiện. Nó tầm 14 triệu là lắp đủ phụ kiện nha anh chị em. Rồi những dòng hai yên. Michi V3 này giới thiệu cho ta. Rồi, đây vừa giới thiệu cái rồi. Cái này giới thiệu chưa? Rồi Michi V3 đó. Bán bao nhiêu tiền quên rồi? 18 triệu là bao vận chuyển, bao ra tên. Động cơ là 1200W. IC đúc. IC 800W nha anh chị em. Động cơ là 1200. Và Michi Go Gogo 17 triệu. Đó là bao ra tên biển số luôn, bao vận chuyển luôn. Rồi tất cả những dòng hai yên này khoảng hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu là anh chị em sở hữu ngay được những dòng xe điện gọi là xe bò đó. Đó. Rẻ nhất là 6 4 triệu. Nhà quy. Rẻ nhất là 6 triệu. Có rẻ hơn nữa 3 triệu có, 4 triệu có, nhưng mà mình không bán những cái dòng xe rẻ như thế. Là rẻ quá là chất lượng nó sẽ không có được bền. Nói chung là ở đời không có cái gì nó ngon mà nó rẻ. Đúng rồi. Không có gì mà ngon mà rẻ, không có gì mà rẻ mà ngon. Cho nên là anh chị em nên mua xe điện đi tốt dùng bền. Nhưng mà anh thấy có một thứ rất rẻ mà ngon. Khoai mì. Khoai mì rẻ. Đúng rồi. Rồi bên nhà mình thì rất là nhiều mẫu xe đạp điện, xe máy điện, xe máy, xe xăng, xe tay ga 50. Rồi anh chị em có nhà ý mua thì đến Hoàng Dương 687 đường Hùng Vương, thị trấn Tinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng để xem và lựa chọn cho những mẫu xe ưng ý phù hợp túi tiền nha. Và số điện thoại của mình là 0918 824 617 và 0915 365 468 nha mọi người. Bên mình có hỗ trợ trả góp cho tất cả các loại xe, bốn mùa lọc phát, có rất là nhiều phần quà để dành tặng riêng cho những khách hàng mua xe nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo nha. Mọi người cho mình xin một lượt đăng ký ạ, nhấn quả chuông và chọn tất cả nha mọi người, để cập nhật những mặt hàng bên nhà mình đang có và đang bán nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ. Chúc mọi người một ngày thật là nhiều sức khỏe và đầy sự may mắn trong cuộc sống nha. Bye.